nhằm giúp công dân ở các nhà lưu trú tại các khu công nghiệp có không gian cộng đồng để sinh hoạt, giải trí, học tập, kết nối. Mới đây, Đoàn Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã khánh thành công trình thanh niên năm 2021, không gian sinh hoạt công nhân tại nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè. Đây là hình ảnh các em thiếu nhi ở khu nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè đang say sưa đọc những mẩu chuyện cổ tích. Từ khi có không gian sinh hoạt này, chiều nào cũng có đông các em thiếu nhi tập trung xuống đây tham gia hoạt động vui chơi, giải trí và học tập. Từ khi có cái phòng này thì cũng thấy rất là vui, bởi vì được sinh hoạt với mấy bạn. Đây cũng thấy rất bổ ích, bởi vì có nhiều cuốn sách để con đọc. Khi có phòng này thì con sẽ thường xuyên xuống đây hơn để đọc sách, có thêm nhiều kiến thức. Không gian này cũng là nơi để các bạn thanh niên công nhân đến để nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ kiến thức, vui chơi giải trí sau giờ làm việc hoặc những ngày nghỉ. Từ lúc mà nó thành lập tới giờ thì thấy mấy bé nó có chỗ để chơi, nó tìm hiểu nhau, rồi nó có cái mối quan hệ gắn kết nhau hơn, rồi nó vui vẻ, nó trong cái mùa dịch này nó đỡ ra ngoài. Người nhà nhiều khi ở trên tới lầu 3, lầu 4 thì mấy bé xuống đây người nhà cũng yên tâm, yên bụng hơn để làm việc gia đình hay là gì đó, đi làm cũng tinh thần nó cũng thoải mái, nó cũng đỡ hơn là cho mấy bé đi ra ngoài chơi. Thì người lớn thì cũng có những cái tìm hiểu về sách vở, ví dụ như tôi ở đây thì tôi phải đọc về mấy cái sách mà chị Bình Nhân Gian, ví dụ như lá lót rồi hay là lá bàn hay là những cái gì đó để cho mình thu thập thêm kiến thức. Hiện nay thì có 213 phòng, thì có khoảng 601 nhân khẩu, thì trong đó có khoảng trên 100 trẻ em đang sinh sống và học tập tại đây. Thì nói chung là được cái thư viện cái sách đây á, thì nói chung là cũng là một cái niềm vinh dự của các cháu ở đây. Có một cái không gian để các cháu vui chơi, các cháu đọc sách, các cháu tìm hiểu. Để có được một không gian sinh hoạt này, ngay từ đầu tháng 3 năm 2021, Đoàn Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố đã triển khai vận động các nguồn lực. Tuy nhiên, phải đến tháng 10 năm 2021, khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, Đoàn Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố phối hợp với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước, Ban Quản lý nhà lưu trú công nhân tiến hành thi công các hạng mục và đưa vào sử dụng từ ngày 26 tháng 10 năm 2021. Qua quá trình tổ chức hoạt động tại các khu lưu trú, Ban Thường vụ Đoàn Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố nhận thấy được rằng cái nhu cầu một cái sân chơi để tổ chức các hoạt động giải trí văn hóa tinh thần cho anh chị em công nhân và con em công nhân, đó là một cái nhu cầu chính đáng và cũng là cần thiết. Được sự ủng hộ của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Thường vụ Đài các khu chế xuất thành phố đã đăng ký cái chương trình 5 là xây dựng 2 cái không gian sinh hoạt văn hóa dành cho công nhân tại khu công nghiệp Phước và khu chế xuất Tân Thuận. Thì cái không gian này nó vừa là địa điểm để cho các anh chị em công nhân có thể tổ chức các hoạt động vui chơi, có những cái góc đọc sách, cũng là những cái không gian để cho con em công nhân có thể sinh hoạt cái tầm giờ chiều hoặc là giờ nghỉ khi mà cha mẹ vẫn còn đang phải trong giờ tăng ca. Công trình góp phần giúp thanh niên công nhân và con em công nhân có không gian để nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ kiến thức, không gian để giao lưu, vui chơi, giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng, đồng thời còn là không gian điểm hẹn để tổ chức các chương trình hoạt động trong công tác đoàn và phong trào thanh niên như sinh hoạt câu lạc bộ, đội nhóm, sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức các hội thi, tọa đàm, talk show, tạo điều kiện khuyến khích, thu hút thanh niên công nhân tiếp tục tham gia các hoạt động phong trào của tổ chức đoàn. Cũng từ công trình này dần định hướng thói quen, sở thích xem, nghe, đọc các loại hình giải trí, sản phẩm văn hóa có nội dung phù hợp, tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, góp phần định hướng văn hóa thưởng thức trong đoàn viên thanh niên công nhân.